Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay là qua mùng rồi, qua mùng là chuẩn bị mền rồi các bạn ơi. Những ngày Tết vui vẻ đã qua thôi, bây giờ chúng ta phải bắt tay vô làm công việc thường nhật mỗi ngày thôi. Ăn chơi say xỉn mệt lắm rồi các bạn ha. Thì như là cái clip hôm trước thì Năm Thu cũng đã chia sẻ với các bạn là cái cách để cho mình tỉa nhánh mai ha bạn. Tỉa hạ tán mai, tỉa mai để cho chơi mai vào những dịp mới, cho mai ra chồi nảy lọc mới bạn. Thì hôm nay thì theo yêu cầu của các bạn comment gửi về cho Năm Thu, cũng như là nói Năm Thu là cách thức để mà chia sẻ lại cái cách thức mà từ cái khâu mà thay đất xong mà bón phân, rồi phun thuốc, nhân dân. Thì Năm Thu cũng sẽ tiếp tục làm một clip nữa để đáp ứng được nhu cầu các bạn, Hồng chia sẻ những gì mà Năm Thu biết. Trước khi cái clip này đã được phát sóng thì Năm Thu thành thật xin lỗi các nhà vườn và xin lỗi các nghệ nhân, bởi Năm Thu chỉ là một người chơi cây kiểng là amateur thôi, một người chơi cửa bình thường, biết gì chia sẻ nấy, học lớn những kinh nghiệm qua những lần giao lưu các nghề vườn để chia sẻ cùng các bạn. Nếu các bạn thấy phù hợp thì chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Nếu các bạn nào đã có một cái có kinh nghiệm dày dặn trong vấn đề trồng cây thì chắc lẽ là Năm Thu cũng không cho làm phiền lòng các bạn ha. Đây là cái clip Năm Thu chia sẻ tất tần tật những bước đi cơ bản để cho các bạn biết chơi. Bởi có các bạn trẻ khi mà bước chân vô nghề chơi thì họ hỏi những cái câu rất là đơn giản, rất là cơ bản, nhưng mà khi mà có những nhà vườn họ đã qua cái thời kỳ đó rồi, họ cho là những câu vớ vẩn không trả lời, thành ra có nhiều bạn rất thắc mắc cứ hỏi Năm Thu như vậy. Thì Năm Thu xin thưa, Năm Thu sẽ trả lời tất tần tật những gì Năm Thu biết từ cơ bản trở lên. Nếu là lên tới đâu thì lên tới đâu thì Năm Thu cũng chưa chắc, tại già rồi đã lên chừng não lên thôi chứ không dám lên như người khác đâu bạn ha. Lên theo kiểu người già thôi, lên theo cái kiểu những không phải là nghệ nhân thôi bạn ha. Bây giờ chứ thế thì thôi, bây giờ cũng không mất nhiều thời giờ các bạn, Năm Thu đi thẳng vào vấn đề ha. Thì các bạn đã biết rồi, cây mai là một giống mai rất là dễ trồng. Nếu mà các bạn ở khu vực nóng, khí hậu nóng quanh năm thì trồng mai nói chung là rất là tốt. Có nhiều cây mai các bạn trồng, các bạn không cần bón phân chăm sóc gì mà Tết nó vẫn ra bông. Điển hình như là khi mà các bạn về các vùng miền sông núi, các vùng miền sông núi hoặc cái vùng miền Tây á các bạn, những cây mai người ta trồng theo cái bờ kinh, bờ rạch, theo cái nương chè trong mấy cái đồi cao su, khi mà có nắng đầy đủ nó vẫn có bông bình thường. Nhưng các bạn lưu ý, những cây mai mà tự nhiên thì đương nhiên bông của nó không đẹp bằng do bàn tay chăm sóc của mình. Thì chăm sóc của mình thì các bạn phải có những cái bước đi cơ bản ha. Đầu tiên, khi mà chơi mai rồi thì Năm Thu cũng đã chia sẻ cái clip trước, chơi mai rồi điều chắc chắn là bắt buộc, hầu như là mọi người phải tuân thủ điều bắt buộc là bạn phải xả tàn. Bởi vì cây mai chỉ ra bông nhiều vào những nhánh mới, và nhánh cũ là cây mai hầu như là không có bông hoặc là có rất ít bông. Đây, để trước mặt các bạn, đây là một số cây mai nhỏ. Hôm trước thì mình đã chia sẻ là cây mai lớn hầu xả tàn để giữ cho cây mai nó nằm theo một cái chiều cao nhất định mà nó không có cao nữa, năm nào cũng giữ theo cái trạng đó để cho các bạn chơi vừa dặn trong cái khuôn viên nhà bạn, đúng như cái trần cao của một căn phòng mà không muốn cho nó cao nữa. Thì năm nào các bạn xả tàn như thế thì nó sẽ lên, nó trả về cái hiện trạng cũ, cứ như thế thôi, nó không quá cao, nó chỉ phát triển chiều ngang. Mà cây mai thì nó phát triển chiều ngang đó, cái bộ hành đó, cái bộ chu vi của gốc đó, hay là của nhánh đó, nó càng bự thì cây mai nó càng có giá trị. Còn trường hợp mà các bạn muốn cây mai ra bông, bạc rào muốn cây mai phát triển thì sao? Đây, Năm Thu sẽ chia sẻ luôn. Đây, muốn cho cây mai nó phát triển thì các bạn á, đây là cây mây con này nó mới trồng một năm thôi bạn. Đây là cái giống mây dảo thủ đức, không, cây này dảo Phú Tân chứ, xin lỗi bạn, cây này cây dảo Phú Tân. Khi mà các bạn trồng từ hộp, mà nếu các bạn mà chăm sóc tốt là chỉ cần một năm thôi là cây mai nó sẽ có bông. Như điển hình đây, những cây mai nào mới có một năm thôi nó đã ra những cái bông mai đầu tiên. Khi mà gieo hạt trồng mai thì các bạn đương nhiên rồi thì phải chọn một cái giống tốt, cái giống mai dảo gai hoặc là mai dảo thủ đức, hay mà giống mai nào đó mình ưng ý thì các bạn gieo hạt. Nhưng mà khi mà tỷ lệ gieo hạt á, khi mà lên thành giống cây mẹ 100% thì hầu như là không có đâu các bạn, nó chỉ có đạt tỷ lệ chừng 50% là mừng rồi. Thành ra khi mà các bạn cứ trồng đại trà, các bạn gieo hạt rồi các bạn chỉ ương như Năm Thu nha. Khi mà các bạn chỉ cần ương trong vòng một năm thì nó bói cây bông đầu tiên rồi, các bạn sẽ nhìn cái bông mai nào nó đẹp thì các bạn giữ lại, những cây nào xấu thì các bạn vẫn tiếp tục trồng thôi, nhưng mà mình sẽ dùng cái gốc nó mình ghép vô nhánh mai khác, không phải là bỏ, không có phí gì hết. Nhưng mà khi mà cái mai zin nó lên từ lúc mà nhỏ tới lúc mà lớn mà bông mai nó bự á, thì cây mai nó có giá trị rất là cao, bởi cây mai nó khỏe mạnh và nó có sức sống bền bỉ.
À, như là cái mai trước mặt của bạn, đây là cái mai giảo Phú Tân. Giảo Phú Tân này các bạn, khi mà các bạn muốn cho nó muốn phát triển càng ngày nó càng lớn mà nó càng ra bông nhiều thì các bạn chỉ cần bấm ngọn sơ sơ thôi, các bạn thấy không? Nè, bấm ngọn thôi, các bạn không có tỉa chùi lũi hết. Như các bạn chừa cho một khoảng thì khoảng nó dài như thế này, là năm sau nó phát triển tốt. Khi mà mình bấm như thế này á, đồng thời nó sẽ phân nhánh các bạn. Nó phân cái nhánh ra rất là nhiều, các bạn đừng có để ngọn ha, bấm sơ thôi là các bạn như vậy là tiếp tục chăm sóc cây mai là tốt. Còn cây là cây mai, đây là một cái giống mai cúc mai à, đã thành ra năm thu cũng để cái ngọn như thế, mình cũng không muốn cho nó, mình muốn giữ lại cho cây phát triển tốt mà. Đây thành ra khi chỉ cần các bạn nhấp nhẹ cái ngọn thôi đó, mấy cái ngọn thì mình bỏ cái ngọn thôi là được rồi, để cho mai phát triển rồi không cần xả hết ha. Đây là cái giống mai mai giảo, không phải cúc mai, là đang có hộp nè, năm thu để hộp nó coi mình trồng coi không biết nó có giống mẹ không, bởi người ta nói cái tỷ lệ cây mai nó giống mẹ nó không cao đâu, nhưng mà mình hy vọng mình sẽ lựa chọn được có những cây mai nó giống mẹ nó tốt, mình chơi nó sẽ có giá trị hơn. Còn bên đây là cây mai này, đây là cây mai là mai giảo Thủ Đức, các bạn thấy không? So tất cả các loại mai, nếu mà giảo Thủ Đức nó có sức sống rất là bền bỉ, rất là khỏe mạnh nè, chỉ một năm nè, những cây kia thì nó nhỏ hơn, còn mai giảo Thủ Đức thì nó phát triển rất là mạnh mà, thấy không? Năm vừa rồi nè, mới có một năm thôi mà nó bông điển hình nó ra trái quá trời nè. Khi mà ông thu thấy cái bông này to, cái bông to mà thơm thì mình sẽ quyết định mình giữ là một cái hộp như thế này đây để mình gieo, mình làm giống, thành ra mình không phá đi, thì vẫn còn, thấy không? Đây khi về vẫn tỉa ngọn bình thường các bạn, lưu ý mai con vẫn tỉa ngọn bình thường, tỉa ngọn để kích thích tăng trưởng nhánh và đồng thời nó sẽ làm cho cây mai nó mập lại, nó không vượt quá. Nếu các bạn mà không mà bấm ngọn á, không bấm ngọn thì cây mai các bạn nó sẽ dương dài ra, nó dương dài, nó ốm, nó cao và đồng thời nhánh nó không có, cây mai nó rất là xấu. Thành ra các bạn phải bấm ngọn ha. Bấm ngọn hồi nãy thì mình nhớ mình còn chia sẻ nữa cái gì đây, nhớ rồi, để các bạn chờ đâm thu một phút ha, lộn xộn và quên hoài trời đất ơi là trời. Bình nước đây nè, để năm thu làm thành mấy cái chậu á, mấy cái chậu mình trồng các bạn. Bởi vì cây mai con á, mấy cây mai con thì các bạn không cần thiết phải mua những cái chậu đắt tiền hay những cái chậu lớn nè. Cái chích trời ơi, đổ nữa rồi bà mẹ, bực mình ghê. Đây các bạn thấy không, khi mà các bạn ươm cái năm đầu tiên á, thì các bạn ươm cây mai, khi các bạn thấy một cây mai nó phát triển tốt rồi á, thì các bạn đưa vô một cái chậu, thì các bạn thấy là đây cái chậu năm thu tận dụng từ mấy cái bình mua rượu hoặc cái bình dầu ở nhà đó nè, thấy không? Đây nè, mình mua để chia sẻ các bạn, đây mua mấy cái bình này nè, các bạn về các bạn tận dụng lại mình cắt ra để mình trồng cây các bạn. Thứ nhất là mình tận dụng mình trồng cây đỡ tốn tiền, cái thứ hai nữa là mình bảo vệ môi trường ha, cứ quăng thùng lùm lum lá cho nó có tốt đâu. Nếu mà các bạn mua chậu á thì cũng được thôi, nhưng mà thông thường á thì các bạn biết là cái diện tích của cái chậu á, thường thường cái miệng chậu nó le ra, thành ra khi mà nó đặt vô nó rất là tốn chiếm diện tích lắm. Thành ra năm thu nè, làm mấy cái này nè, mấy khi mà ở nhà các bạn nè, các bạn mua mấy chai dầu á mà nó có này, các bạn phải giữ lại ha. Rồi nhớ nha, bạn phải soi đít nữa ha, không soi đít nó là không được á, cái chậu đít nó thông đít rồi đó à, ha, nó để nó có cái nó có cái lỗ thoát nước này, thì mình tưới cây á, tưới cây nó sẽ thoát vô đây chứ không thông đó, không thông đít nó vậy nên cái lỗ nó bị bí là vậy nè, nó bí nước ở trong cái chậu này nè, nó làm cái thúi rễ á đó, thấy chưa bà, thấy không? Mấy cái lỗ nó được thông ra rụng hết rồi. Bởi vậy năm thu á thường trồng mình tận dụng, ai nói mình thằng cha này trái chùm sò, người ta nói kệ người ta. Chùm sò gì, cái chuyện này mình nên sử dụng lại, mất cái gì mình phải bỏ đi chứ không quan phí, bỏ phí chứ bộ. Thì các bạn sử dụng mình cái này á, bắt các bạn làm cái chậu các bạn trồng, nó chịu được nắng mưa rất là tốt, và rất là tốt các bạn đó. Năm thu chỉ tận dụng này thôi, khoái làm này đó. Còn xin giới thiệu cho các bạn một giống mai nữa, đây là cây mai xoắn. Mai xoắn này hôm trước thì năm thu cũng có làm clip và chia sẻ với các bạn rồi. Cái giống mai này cũng đột biến từ nước ngoài về sau á. Mình thấy lá nó hôm bữa 15 tháng chạp, tới nay thì thấy nó chưa có ra, nó giờ nó mới nhú ra chồi nè các bạn. Chứng tỏ là cây này á, do cái tốc độ xoắn của cái nhánh của nó các bạn, tốc độ xoắn của cái nhánh nó nhiều quá, nó làm giảm tốc độ tăng trưởng của cây. Thành ra mà năm sau á, nếu mà hái lá thì kích bông thì năm thu canh cái thời điểm ngay năm nay,
để làm mình biết có thể là cây này là hơn 1.5 tháng nó mới có bông được, hoặc cả tháng đó, thấy không? Giờ nó mới nhú nhú nè, giờ bắt đầu nó nhú nó bung ra nè, mà chưa thưa thấy cái bông nào hết trơn á, thấy như là nụ không à, ủa quên xin lỗi búp không à, nhưng mà không sao kệ nó, chủ yếu là mình trồng mình lấy giống mà các bạn, năm thu không bao giờ dội vàng. Các bạn chơi mai các bạn lưu ý là không bao giờ các bạn dội vàng kích bông cho nó khi mà nó còn quá nhỏ, hãy để cho nó tự nhiên, hãy để cho nó tự nhiên, đừng nghe lời ta phun tá lả gặp gì phun vô, rồi kể như là ép mới ra bông sớm quá, sớm quá hay qua nữa gì sớm quá thì cây mông nó sẽ tàn, như là lấy chồng sớm làm gì cho lời rú thêm buồn vậy thôi. Thì cây mai cũng vậy, các bạn cũng không nên kích cho nó khi em nó còn nhỏ quá ha. Đó, năm thu chia sẻ tới đâu cả, mình đang nói tới tới cái vấn đề là để mà tỉa cành mà tạo dáng cho cây để nó phù hợp tùy theo cây lớn và cây nhỏ. Còn nếu mà những cái cây như thế này, các bạn cho nó muốn bung nhánh nhiều thì làm cách nào? Dễ thôi, cắt ngang ha, cắt ngang cái nè, thì các bạn cắt ngang một cái là bắt đầu nó sẽ bung nhánh lên đây. Năm thu thì không muốn kiểu như thế, năm thu cứ muốn vậy cho nó hơi ẻo lả chút xíu, cho nó hơi nó mềm mại chút xíu, để có cứng phải có mềm, chứ không lẽ cứng hoài không có mềm thì nó cũng mất hay, đúng không? Bao giờ cũng vậy, nhu phải có cương. Đó là khi mà tạo dáng là tùy theo cách tạo dáng của bạn, nhưng bạn lưu ý nhớ cho năm thu một điều, luôn luôn các bạn phải bấm ngọn nó ha, bấm ngọn cho nó để cho nó phân cành. Đó là những cây mai nhỏ các bạn muốn tạo dáng cho nó. Rồi tiếp tục năm thu chia sẻ với các bạn tới đâu ta, tỉa dáng này ha. Bây giờ mình tiếp tục mình chia sẻ với các bạn là cái đất trộn. Đây đất trộn, ôi trời, bà nội nặng chết. Đây cái bao đây, thấy không? Mới mùa sáng cái bao đất trộn này nè, bao đất trộn này là 45.000 đây các bạn, 45.000 đây. Bởi vậy nói giờ là cũng cái gì cũng mua hết trơn á. Đất trộn này nó bảo là đất sạch, cái gì cũng sạch, mà đất cũng sạch nữa trời. Đất này để người ta dùng để người ta trồng rau là rất là tốt các bạn. Trồng rau, nếu các bạn trồng rau và không cần muốn phân, dùng đất này đủ rồi. Trong đất thì nó có phân rồi, hàm lượng hữu cơ của nó 25% nó trộn vô đây rồi. Thành ra là khi các bạn trồng cây, sử dụng đất này các bạn trồng mai thì các bạn không nên trộn thêm phân hữu cơ nữa ha. Đó, không nên trộn. Ây da, nặng quá, trời. Nè, không nên trộn, để năm thu bỏ cho các bạn xem luôn trong đây. Đất là đất gì đây, kỹ không? Nè, hai lớp đàng hoàng, có cái dây niêm lại, để nhìn chứng tỏ là đất này nó cũng có thương hiệu nè. Đây là thương hiệu gì đây? BT gì ai biết, tiếng Tây tiếng U chẳng ai biết được. Đây cái nếu mà các bạn ở thành phố thì các bạn ở thành phố lớn thì các bạn nên, nếu mà họ có bán thì các bạn nên sử dụng cái loại này để các bạn trồng. Tuy nhiên các bạn lưu ý một điều, nó cũng có một cái nhược điểm của cái này khi mà nó trồng cho rau màu thì tốt thôi, nhưng mà nó trồng cho qua cây mai với cây sứ là nếu các bạn để nguyên như vậy nó không có ổn, để không ổn đâu các bạn. Tại vì qua một thời gian nó bị nén xuống á, năm thu thấy cái đất này ngày nó càng nén xuống, tuy là nó màu mỡ thật nhưng mà nó sẽ nén chặt xuống, nó làm cho khó thoát nước. Thành ra khi trồng cái này các bạn phải trộn thêm ha, các bạn mua cái đất này về các bạn trộn thêm sơ dừa và các bạn trộn thêm vỏ lúa. Thì năm thu thì chọn phương án trộn vỏ lúa, có gì xài nấy nè. Ở đây nè, lâm trước mua có 8 lạng 10.000 nè. Các bạn đã bắt cứa cổ tôi mới thấy tôi gật khờ, bắt cứa cổ tôi mấy trong bạn của mình á, khi mà thấy mình chia sẻ như thế bạn mình mới gửi cho mình 2 bao luôn, các bạn xài miệt mài luôn, xài giờ tới hết năm nay chưa hết vỏ cháu nè. Năm thu là xích thải này hơn. Các bạn nếu mà nhà các bạn mà không có vỏ, khu vực các bạn mà không có vỏ lúa này nè, này kêu vỏ chấu vỏ lúa cũng đó, thì các bạn có thể là trộn vỏ đậu phộng hoặc là các bạn có thể là trộn vô vỏ cà phê, dùng Tây Nguyên có vỏ cà phê, hoặc là cái sơ dừa, mùng sơ dừa các bạn trộn thêm, là vỏ gì trộn được, nhưng mà đặc biệt là vỏ điều trộn được nha. Vỏ điều trộn vô là nhũng của tỏi ráng chịu á, tại vì trong vỏ điều nó có mủ. Nè các bạn mua thêm trộn thêm vô cái vỏ lúa ha, vỏ lúa hay sơ dừa hay gì đó. Đây là cái khi mà cái đất trồng mai á, thì các bạn tùy theo dùng, tùy theo nơi có gì trồng nấy, hoặc là mình cứ thể là mình trồng theo cái sở thích cá nhân của mình, cứ không cần thiết phải theo người ta. Có khi mà có những người ta trồng năm thu thấy họ trồng là toàn là cát hả, cái cát mà dùng cát xây dựng á, cát xây dựng mà cát sông á nha, cát biển là người ta chết cây á, cát xây dựng á, xong rồi họ trộn chung với vỏ lúa này nè, trộn chung với vỏ lúa thế này, họ trộn chung với sơ dừa là họ trồng
Nông thôn đã thấy người ta trồng như thế, cũng có người trồng như vậy. Còn có những người người ta ra ruộng như nhà các bạn mà ở nông thôn á, không có bán cái loại đất dinh dưỡng này, thì các bạn ra ruộng á, các bạn lấy cái lớp đất ở trên mặt ruộng á, lớp đất là màu mỡ, nó màu đen á, các bạn phơi khô đánh tơi ra, xong bắt đầu các bạn trộn chung với sơ dừa hay chung với vỏ lúa này nè, hay vỏ đậu phộng hay là vỏ cà phê, thì các bạn sẽ có được một cái giá thể trồng mai rất là tốt. Nông thôn thì rất thích cái loại này, là mình trồng mai thôi, vừa tốt cho trồng mai mà vừa tốt cho trồng sứ luôn. Và đồng thời đây là cái giá thể mà nông thu áp dụng trồng cho tất cả những cái loại cây bonsai mà nông thu đang chơi ở đây. Còn các bạn thì chơi cái khác thì nông thu không dám nói. Đó là cách chia sẻ của nông thu thôi ha. Còn tùy theo các bạn thì nông thu cũng nhắc lại như thế. Đây, mình trộn vô một cái tỷ lệ làm sao mà các bạn trộn vô các bạn thấy nó nổi, nó tỷ lệ nó khoảng chừng 20% là vừa. 20%. Nè. Khi mà học mà thấy không? Xong rồi, nông thu vừa trộn vừa các bạn thấy đây là một cái giá thể này trồng cây rất là tốt, nó vừa có cái độ xốp và nó vừa có cái độ màu mỡ của đất. Trồng cây khi mà các bạn trồng ăn Tết rồi, tùy theo gốc mai ha, có gốc hình theo nông thu thì các bạn nên 2 năm thay đất một lần, chứ mỗi năm không cần thiết đâu, tại vì cây mai nó cũng rễ nó cũng chưa có chèn, tức cũng chưa có chèn vô đầy cái chậu, chứ 2 năm các bạn dỡ cái mai lên các bạn tỉa rễ xong bạn lấy đất ra. Lấy đất ra rồi các bạn trộn những cái đất mà mình trộn sẵn đây nè, nhưng mà nhớ các bạn không bỏ phân ha, không bỏ phân vô đây, mà tại vì đất đây nó màu mỡ rồi, cái đất này thì cái cây mai nó có thể nó sống được 2 tháng, rồi bắt đầu sang tháng thứ 3 bắt đầu bón lót vô, các bạn tăng cường phân hữu cơ vô nó là cây mai các bạn là nó tốt ngút trời luôn, nó xanh lè luôn. Đó là về cái phần đất trộn cho cây. Nông thu cũng chia sẻ từ từ để cho các bạn hiểu, và có những cái mà nông thu thấy các bạn chưa nắm vững được thì nông thu cũng nhắc lại nhiều lần để cho các bạn dễ hiểu hơn. Nhiều bạn khó tánh thì bảo ông này cũng nói nhiều, nhưng mà nhờ như thế mà các bạn phải nhớ, bởi vì các bạn kiến thức của mình là có thêm là nó không thừa đâu các bạn, bởi vì kiến thức là bao giờ cũng thiếu, chứ không ai dám nói được kiến thức tôi nó thừa hết, bởi vì mình học hỏi lẫn nhau, như năm thu vẫn học hỏi, mình học mãi mà học cho nào xuống lỗ thôi, xuống lỗ thôi là thôi hết học thôi, chứ giờ cứ học nhờ cái phần nè. Cũng như là mình chia sẻ với các bạn là cái phần đất trồng xong rồi cái phần phân bón. Khi mà chơi mai thì trồng một cây mai hay là không riêng gì cây mai hay tất cả những cây khác, các bạn lưu ý hãy nhớ đến thuốc. Thứ nhất là phân, nước thì nông thu không nói rồi, nhất nước, nhì phân, tam cần tứ giống, có 4 cái loại đó ông bà ta ngày xưa thường dạy. Nước thì mình phải tưới cây hàng ngày, đó là chuyện phải làm. Phân bón phải bón cho cây, nhưng mà phân thì phải chọn phân nào cho phù hợp. Từ tháng giêng ăn Tết rồi cho đến cái tháng 6 ha, thì các bạn không nên tưới phân hóa học vào gốc của nó ha. Năm thu là cách năm thu trồng thì năm thu không dùng phân hóa học trong những cái tháng đầu, bởi vì tháng đầu năm thu kích cho nó, năm thu cho đúng lúc phát triển hoàn toàn bằng tự nhiên, bằng chính cái phân hữu cơ nó rất là tốt. Nó làm cho cây nó bệnh, cây sống bệnh. Còn nhiều các bạn mà lạm dụng phân hóa học thì không tốt. Thì phân hữu cơ thì có những loại phân gì? Đây là phân hữu cơ. Phân hữu cơ thì nó mất tiêu trời. Hồi sáng đi mua quên bố nó phân hữu cơ. Đây là phân cũ còn lại. Phân hữu cơ thì các bạn có thể dùng Diamid, hay là các bạn có thể dùng phân này cũng được các bạn. Đây nè. Phân này cũng là toàn là phân nước ngoài thôi. Nhưng mà họ đã... đây họ đã qua xử lý rồi, họ trộn thêm một số thành phần cần thiết để cho phân nó đủ chất. Còn nếu các bạn chơi phân hữu cơ mà dạng phân bò không, mà đôi lúc nó vẫn thiếu chất, các bạn cho đây họ đủ chất rồi. Cái bịch này thì tùy chỗ nó bán chừng 25.000 một ký thôi. Các bạn cứ xài cũng không tốn nhiều đâu, bởi vì một chậu mai mà nếu mà cái chậu mai 6 tấc mà gốc mai tầm cùm tay, gốc mai tầm khoảng 20-25-30 thì mỗi một lần bỏ các bạn chỉ cần bỏ một chén cơm là đủ rồi. Thành ra một cái bịch này các bạn sử dụng 3-4 lần mới hết một bịch. Thành ra mình trường hợp mà nếu mà mua phân thì mình năm thu nghĩ khuyên các bạn là nên mua phân hữu cơ ở nước ngoài nó nhập về, như là phân Diamid nè, phân cha già này tên gì cũng không biết nè, cũng có nhiều cái loại phân của Nhật nữa, cũng nhiều nước lắm, nhưng mà mình thu thấy nó cũng rẻ thôi, nó không mắc. Nước ngoài mình an toàn hơn, không phải là mình xính ngoại, nhưng mà những cái cần thiết, bởi vì cái phân bò của mình nếu mà các bạn lấy từ phân bò nó lấy trực tiếp từ con bò mình nuôi về đồng á, cái phân của nó dễ bị nhiễm mấy cái trứng của cái con sùng nó ăn, nó rễ cây các bạn, nó làm cho rễ cây các bạn bị hư. Khi mà có sùng nó vô chậu thế nào cây nó cũng chết.
hoặc là nó có những cái trứng ốc sên nó nhỏ đó, mình tưới bắt đầu nó ốc nó bò nó nhiều, mình phải xử lý mệt lắm em Thu. Chứ toàn là này phân đó thì qua rồi ha, biết rồi ha, các bạn có thể dùng những cái loại phân nào các bạn ưng ý ha, mà nhớ chỉ một tháng mình chỉ bón một lần là đủ rồi. Còn phân hóa học quên chia sẻ với các bạn, khi mà đất các bạn trồng á, nếu mà dùng các bạn mà ưa có bị mà đất nó nhiễm khuẩn á, thì các bạn nên trộn thêm cái hạt chicho đặc ma này vô nè. Hạt chicho đặc ma này nó làm cho đất màu mỡ, nó tăng cái sức đề kháng cho cây, các bạn nên sử dụng cái loại này ha. Thấy gì không? Có gì các bạn nếu các bạn mà không rõ thì các bạn cứ để comment lại, thì Nông Thu sẽ trả lời từ người một theo những gì mà khả năng của Nông Thu biết. Nó cũng dễ thôi, không có gì khó cho các bạn. Không biết thì mình hỏi, Nông Thu biết thì Nông Thu trả lời. Nhưng các bạn lưu ý, các bạn hãy để là comment. Còn nếu mà các bạn mà gửi qua Zalo hay qua Facebook thì Nông Thu ít có thời gian để vào đó lắm. Thành ra Nông Thu chỉ ưu tiên dành cho các bạn gửi comment trực tiếp qua những cái clip mà Nông Thu đã đăng hàng ngày, phát sóng hàng ngày. Và nếu mà cần thì các bạn cứ gọi điện thoại cho Nông Thu theo số điện thoại là 0988642907. Em tôi nhắc lại là cái số điện thoại của Nông Thu là 0988642907, và gọi vào nói chung là sau 8 giờ tối thì Nông Thu sẽ trả lời, hoặc là những lúc mà Nông Thu không trả lời được, có thể Nông Thu bận công việc ha, hoặc là Nông Thu xỉn nhậu rồi thôi, thì các bạn thông cảm, bạn cứ gọi lần nữa ha. Rồi các bạn mua cái này các bạn trộn vô đất ha, hoặc là các bạn thỉnh thoảng các bạn hòa nước, các bạn tưới vô để tăng cường cái sự phân hủy trong đất và những cái loại vi khuẩn tốt để bảo vệ cây trồng của mình. Rồi bên cạnh đó thì mình sử dụng cái loại phân vô cơ nào cho phù hợp, thì phân vô cơ đầu năm thì các bạn chỉ sử dụng cây mai thì nó thường bị bệnh gì nhiều nhất? Thứ nhất đầu năm thì nó bị bệnh về bọ trĩ, bắt đầu bọ trĩ xong xuôi bắt đầu nó bị nhiễm nấm, lá nhiễm nấm xong xuôi rồi cuối năm thì nó bị nhện đỏ nó vậy. Thành ra cây mai thì nó cứ quanh quẩn như đó thôi, là cứ đầu năm mà các bạn mà không có thuốc mà trị bọ trĩ, đốt các bạn mà cây mai nào các bạn nó phát triển được, nó chỉ lên vài lá, bắt đầu nó cong cong nó queo, là các bạn không xử lý kịp thời thì cây mai nó không có lá, cây không có lá một thời gian sau nó làm hư cái bộ rễ, làm cho hư bộ rễ nó chết cây luôn. Thành ra các bạn phải tăng cường để mà trừ bọ trĩ, nói chung là ngừa ngay từ đầu. Thuốc bọ trĩ thì có loại thuốc gì? Thuốc bọ trĩ thì trên thị trường nó có rất là nhiều loại thuốc các bạn. Đây, sáng nay mua quá trời luôn à. Đây, cái thuốc chữa diệt bọ trĩ là thị trường nó có nhiều loại lắm. Địa phương các bạn thì có gì dùng nấy. Như các bạn nhớ ha, khi mà mua thuốc diệt bọ trĩ thì các bạn xem lại trong cái thành phần thuốc nó có phải là thuốc chuyên diệt bọ trĩ hay không. Nếu mà thuốc mà chuyên diệt bọ trĩ thì thuốc nó mới thành công. Nếu mà các bạn sử dụng loại thuốc này mà nhiều tháng nhiều lần mà các bạn thấy không xi nhê thì các bạn lập tức đổi thuốc liền ha. Đổi thuốc liền để các bạn, tại vì thuốc nó sẽ làm cho một số loại sâu hay là những côn trùng phá, nó sẽ bị lờm thuốc, nó có hiện tượng lờm thuốc. Thành ra các bạn có thay đổi thuốc liên tục, thuốc là các bạn cần thiết phải thay đổi. Nhưng mà riêng phân thì Nông Thu khuyên các bạn sử dụng loại nào mình cảm thấy có hiệu quả thì mình sử dụng. Nếu mà các bạn mà trải nghiệm suốt một cây mai, các bạn hôm nay thì nghe ông A bảo bón phân này, ngày mai thì nghe ông B bảo bón phân kia, ngày hôm kia thì nghe bà B, bà C, bà D, bà Z gì cứ chỉ tá lả mình, thì cái mai các bạn nó tẩu quả nhập ma thì nó còn sống được là may mắn lắm rồi. Các bạn đừng có mơ mà nó có bông nhiều với ít ha. Rồi đó, còn cái chuyện vấn đề là diệt bọ trĩ các bạn ha. Diệt bọ trĩ xong rồi, song song với vấn đề mà diệt bọ trĩ thì ngay từ những tháng đầu năm thì các bạn nên mua cái thuốc đầu trâu nè. Đầu trâu nè 501 nè, nó có hàm lượng NPK là 30-15-10 nè các bạn. 30-15-10. Đây là cái loại thuốc này, là nó pha vô nước xong rồi xịt vô lá. Các bạn có thể xịt 10 ngày một tuần hay 10 ngày một lần cũng được. Phun trực tiếp vô lá, không tưới gốc ha. Cái này thì tưới gốc cũng được, nhưng mà người ta đã chế ra cái loại thuốc là để cho phun vô trong cái phun vô lá, nó là mục đích người ta hạn chế bớt bón vô trong rễ làm hư rễ. Tại vì bất cứ cái loại phân nào mà nếu các bạn bón vô rễ nhiều ngày thì nó sẽ làm khô cái đầu rễ các bạn. Rồi cái đó là 501, hoặc là các bạn có thể mua cái loại gì đây, đây mất tiêu rồi, loại gì đây, đây là cái thuốc ra rễ cực mạnh anh ba em ha. Đây là một loại thuốc mà Nông Thu thường nói các bạn là một anh ba em. Đây là một cái từ để cho các bạn chơi kiện, các bạn dễ nhớ nhất.
ra quẩy nói anh ba em, bán cho tôi anh ba em là người ta sẽ biết anh ba em. Mình nhớ nha, N3M rồi gọi lóng là anh ba em. Cái thuốc này các bạn chỉ sử dụng khi các bạn sang chậu, sang chiếc chậu làm tổn hại đến rễ cây mai. Các bạn thì cũng tưới thì cũng là khoảng một tuần các bạn tưới một lần, pha nước tưới một lần thôi. Cái liều lượng thì trong đây họ cũng có ghi nè, 20g, 20g ngâm chiếc cành, 20g cho 1 lít nước gì giữ ngâm chiếc cành. Ngâm chiếc cành còn tưới gốc 20g cho 10 lít nước, nó cũng cho tưới gốc. Nhưng mà theo Nông Thu thì các bạn không nên tưới gốc. Phun lên lá là 20g cho 16 lít nước. Thôi các bạn cứ pha 2g cho 1 lít nước được rồi các bạn phun lên lá. Nói chung là còn dư chút xíu mình tạt cho gốc không sao, nhưng mà đừng có lạm dụng. Bởi vì lạm dụng nó sẽ làm khô cái rễ cây không có tốt. Phun lá được thì cứ phun lá nhưng bạn ha. Đây. Đây các bạn, đây còn cái loại thuốc gì ở đây. Nhưng mà chơi kiểng thì mình cũng nên có mọi mua keo liền da cho cây, keo Mỹ Tiến các bạn. Đây. Keo Mỹ Tiến là cái loại này khi các bạn cắt á, những cái vết cắt lớn á, lớn bạn có thể cái cho lên á. Bạn có thể úp cho lên chứ. Úp cho lên các bạn thoa keo liền da này để cho nó mau lành cái vết thương. Đây, đó. Rồi tiếp tục cái gì nữa đây? Mua tá lả hết trơn rồi. Nhiều lắm, mua đủ thứ hết trơn á. Đây cái gì ở đây? Đây. Bảo vệ lá cho cây là một điều vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng đó các bạn. Thì bởi vì cây mai của bạn á, cây mai của bạn là nó thường bị là gì? Nó bị nhiễm nấm lắm. Thì bên cạnh song song với nhiễm nấm là nó bị bọ trĩ, mà hai loại đó thì nó là hai cái loại nó dùng thuốc khác nhau. Có nhiều bạn thì nói là nên pha chung với nhau một lần phun cho nó dễ. Thì các bạn không nên các bạn phun một lần nó làm nóng, các bạn nên pha lệch ngày đi. Còn nếu bảo vệ nấm trên cái lá mai thì bạn nên phun định kỳ ha. Ít nhất là 2 tuần các bạn phun một lần nó bằng ngừa, chứ đừng có để cho cây mai của bạn nó nhiễm bệnh rồi á thì bạn phun á thì nó sẽ làm cho cây mai của bạn nó bị khô lá. Nó khô lá thì không tốt. Đó, có ăn chết con nè, ăn chết con với cái thằng gì đây. Bữa hổm mà mua cái loại kia. Rồi, đi tới đâu lại quên tới đó. Quên vô ở đây. Đây, ăn chết con là cũng được chứ thằng này đây, tưởng quên à. Đây nó cũng có thằng này, cũng tốt lắm các bạn. Đây. Còn có Mancozet. Hồi sáng tính mua Mancozet, Mancozet mà ông cái bịch bự quá. Bịch bự quá không có mua, xài biết bao giờ mới hết. Nè, cái này nè các bạn, đây là cái thuốc này nè. Nó vừa diệt được mấy cái loại thuốc này, nó vừa diệt được cái nấm trên lá thì bệnh thắng thư nè, bệnh mốc xương nè, bệnh vàng lá nè, bệnh đậu ôn nè, nói chung rỉ sắt rồi vân vân và vân vân, những cái bệnh về lá các bạn đã sử dụng. Nhưng mà cái thuốc này hay một cái là nó vừa diệt được nấm trên lá, đồng thời thì nó có một số cái loại vi lượng, trong phân vi lượng đây nè, nó làm cho cái lá nó giữ cái lá nó màu xanh, thành ra các bạn thấy làm lạ không? Có nhiều nơi trong vườn người ta trồng mai người ta xanh mướt mà mai của mình trồng tuy rằng nó không bị bệnh về lá, nhưng cái lá mai mình nó hơi vàng nó không xanh là do nó họ thiếu này nè các bạn ha. Nhớ nha, nè thiếu mấy cái này nè, các bạn sử dụng cái này cái lá mai các bạn nó xanh luôn á, nó xanh giống như người mình quét màu lên đó các bạn. Nhưng mà thật ra là người ta sử dụng những cái loại thuốc nè, đó những thuốc này rồi. Còn cái gì nữa đây? Đây là cái thuốc Atonic. Là các bạn nếu mà các bạn là không có 501 thì các bạn có thể sử dụng Atonic. Hồi sáng mua nguyên hộp luôn, hộp ra nhiều không ta, để coi thử coi. Quá trời, biết bao nhiêu bịch đây. Nhiều à, biết bao nhiêu đây, bao nhiêu tiền quên mẹ rồi. Ông tính chung á, mua nhiều lắm, sáng mua tính gộp chung không biết nhiêu. Đây là mua nguyên hộp cho nó rẻ tiền các bạn. Atonic ha, Atonic nè, nó bằng nước. Rồi, mỗi lần đi mua vậy, rồi sáng đi mua nhiều. Sáng mua nhiều lắm chứ tưởng đủ rồi. Khi mà về nhà kiểm tra là thấy vẫn còn thiếu với các bạn. Rồi, Atonic. Cái này cái gì đó ta? Cái gì còn cái gì nữa? Đây, cốc. Trời ơi, mua làm chi dữ trời, tôi không hiểu sao nhiều lúc tôi khùng mà sao mua làm chi quá trời. Cốc nó cái xài lắm các bạn. Cốc này Nông Thu nó diệt nấm trên lá, nó gốc đồng nè. Nó diệt nấm trên lá hay lắm, nhưng mà biết sao nó có cái nhược điểm mà nó nóng á. Cái lá cây, cái lá mai mình nó dễ bị khô. Thành ra phun này các bạn phun vào buổi chiều. Nông Thu thì dùng cái thằng này mà khi mà cái thân cây mai á các bạn, thân cây mai của bạn nó thường bị rêu á, rêu hay những cái nấm bóp trên thân cây mai á. Các bạn dùng cái này bằng quậy xịt sệt ha. Quậy xịt sệt bắt đầu quét lên, nhưng bắt voi cây bảo đảm hay lắm. Thằng này nó hay cho đó. Thành ra Nông Thu vẫn duy trì, vẫn mua cho nó.
chứ thật ra khi mà phun lên lá, các bạn phun lá non nó nhìn cái lá nó dập dập nhìn ghét lắm, ít xài. Mà sao mắt ông mắt cha gì ngồi dữ trời, bao giờ cho hết ta? Ủa nhiều không, để coi thử thôi. Ngồi mua vậy á. Hai bốn sáu tám mười à, hộp này mười, hộp này mười bạch hơi cải nó để dành đấy, cũng được. Đây thấy không, đây những cái loại thuốc à, tụi nít đây thấy không, à, thuốc còn thuốc gì nữa, còn à, có cái những loại thuốc mà Năm Thu đã thường chia sẻ với các bạn á, là bên cạnh những cái thuốc mà kích thích cho tăng trưởng cho lá, còn có những thuốc kích thích cho ra hoa cũng như là 701 và 901 á, những cái thuốc đó thì các bạn cũng không nên sử dụng vào cái thời điểm này, quên nó đi, đừng kích thích sớm. À, các bạn giờ chỉ các bạn chủ yếu là giúp cho cây nó tăng trưởng lá là được rồi, còn mấy cái loại thuốc này các bạn quên nó đi ha, quên nó đi, đừng có sử dụng nữa. Rồi à, tới đâu rồi ta, còn gì nữa không, còn gì để nói nữa không ta, gì để nói nữa không, để xem đồng hồ cái thời gian còn nữa không, để ngồi nói chuyện dài quá à. Rồi à, thôi để kết thúc chương trình thì Năm Thu cũng chia sẻ một cái phần này, cũng Năm Thu nghĩ là rất là quan trọng mà nhiều bạn trẻ thì không biết đâu ha. À, đây à, xin giới thiệu với các bạn, đây là cái cây không, đây là cái cây kim quýt. À, kim quýt này là cái cây thuộc dạng là cái bông cây chơi bonsai. À, đem kim quýt rồi đem lại tài lộc trong gia đình, à, rất là tốt, các bạn chơi trong nhà về phong thủy mà. À, cây này Năm Thu cứ nghĩ là cái trái nó rụng sớm nhưng thật không hề, các bạn rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Mà hôm nay Năm Thu mới phát hiện ra là cái khi mà cái trái nó chín, Năm Thu để trong nhà một tuần lễ nó không có rụng. À, thành ra mà nếu các bạn mà chơi kim quýt là sang năm ha, các bạn đầu tư vô chơi kim quýt cho thiệt là đẹp, để trưng trong nhà nó có trái lủng lẳng thấy thương. Không thấy không, nó từ hồi Tết giờ nè, nay là 11 rồi mà có rụng ở đâu. À, nói chung là 4 mùng 1 thì nó nở ở đâu cũng, nó chín đâu cũng khoảng chục trái rồi, lai rai tới giờ, các bạn thấy không, trái nó rất nhiều. À, khi mà chơi bonsai đó thì thông thường các bạn thường phô cái bộ rễ đó cho nó đẹp, nhưng mà các bạn thấy tại sao Năm Thu phô cái bộ rễ đẹp như thế này, à, cây Năm Thu tốt như thế này. À, còn nhiều bạn mà phô bộ rễ ra thì cây nó còi cọc đó. Xin thưa với các bạn là phải có cái bí quyết của nó. À, bởi có một số loại cây á, khi các bạn phô bộ rễ lên như thế này, à, tuy rằng nó đẹp nhưng mà cây nó sẽ bị nóng. Yeah. À, cái cây nó sẽ bị nóng, nó chậm phát triển. Thành ra khi mà các bạn dưỡng cây thì các bạn không, các bạn phải có cái phương pháp dưỡng cây. Đây Năm Thu chia sẻ cho các bạn luôn là cách mà dưỡng cây làm sao để cho có bộ rễ đẹp ha. Người ta nói là cái gì xấu á, gì xấu thì che mà tốt mình khoe. À, bởi vậy cái này tốt mình khoe, nhưng mà khoe tùy dịp từ nơi, cái gì cũng bị rễ cũ gì giấu đi, khoe làm sao mà được, khoe ra ngoài không được, nó nóng hư rễ hư cũ á. À, thành ra mà khi mà muốn khoe thì mình chọn một cái thời điểm thích hợp để mình mới khoe. Còn bình thường khi các bạn trồng thì các bạn phải có cái phương pháp, các bạn ủ cái rễ lại để cho cái rễ nó mát, cây nó phát triển tốt. Ủ rễ thì sao, các bạn sẽ dùng một cái miếng tôn hay miếng nhựa. À, tốt nhất là các bạn có miếng nhựa cho nó tránh nóng ha. Còn nếu mà không có nhựa tôn cũng không sao, có nhiều bạn nói dùng tôn nó nóng chết mẹ gì, trợ sống nhân răng chết đi đền chứ. À, có gì đó các bạn quay ha, dùng miếng nhựa các bạn quay vô. À, quay vô các bạn để giờ che bớt cái rễ nó lại các bạn. À, thấy không, che bớt cái rễ lại rồi các bạn cứ bón phân vô, các bạn cứ bỏ phân ủ cái rễ lại, rồi khi nào cần thiết á, khi nào cần á thì mình mới Tết á mình mới đem ra mình chơi, khi nào mình chơi á thì mình mới tháo miếng tôn ra, mình khều ra cho cái rễ nó nổi lên. À, các bạn thấy không đó, thì bao giờ cũng vậy á, khi mà chăm sóc thì Năm Thu cũng chăm sóc kiểu ở đây. À, tuy rằng lúc mình chơi á, mình che bớt cái rễ lại thì nó không đẹp thật, nhìn thì nó không có đẹp, nhưng mà thôi kệ đi, mình để dành mình chơi cứ muốn cho nó đẹp, rồi cây nó bị suy dinh dưỡng, rồi cây nó yếu, cây cũng không nên, phải không, mình phải chọn một phương pháp đó vậy. Rồi các bạn bỏ đất vô thêm vô ha, bỏ thêm phủ lại xong, các bạn có thể là mình lấy mùng cưa, không phải mùng cưa, ba cái sơ dừa các bạn phủ lên để cho cây của bạn nó mát cây của bạn đó. Vậy thôi, rất là đơn giản các bạn ha. Chút gọi lại ha, Năm Thu đang làm phim bạn ơi. À, đây các bạn cứ phủ lên trên góc, phủ cái rễ lại cho cái rễ nó phát triển tốt, nó mát phát triển tốt. À, khi mà Tết các bạn cần chơi á, cần chơi thì các bạn bạn lấy miếng tôn này ra khều ra cái nó nổi bộ rễ đẹp liền. Rồi thấy không? Đó vậy thôi, đơn giản thôi, không có gì khó khăn hết trơn. Rất là đơn giản các bạn.
Ê, phải không? Nó cũng đâu đến nỗi đâu quá xấu đâu. À, mình để mình dưỡng các bạn, mình dưỡng cái rễ nó. À, thôi đến đây chắc thời lượng chương trình nó cũng khá dài rồi, Nông Thu cũng xin tạm nói lời chia tay với các bạn. À, rất rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Bonsai. À, nếu các bạn thấy cái clip này phù hợp, các bạn nhấn chuông ở bên phải màn hình để ủng hộ tinh thần cho Nông Thu. À, còn bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký ha, để nhận được từ Nông Thu những cái video mới nhất. À, chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bye bye các bạn, hẹn ngày gặp lại. Bye bye.